Xin chào nha, thì hôm nay mình đi lọc cành, bấm chặn đọt cả nhà, thì phun bông đọt á. Thì bây giờ mình thấy cái chỗ này nó hơi không đúng rồi cả nhà, thì có nghĩa là nó ra hai nhánh. Thì bây giờ là bỏ một cái để lấy cái đọt, tạo đọt lại ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái nhánh này luôn, bỏ ha, để hai nhánh chỗ này nó phù nha. Rồi xong ha. Thì trên đây nó có một khoa khoảng cách nó đủ rồi. Anh em nhớ ha. Một đọt lấy một nhánh thôi. Lấy hai nhánh là nó bị phù ngay chỗ này liền. Lưu ý ha. Đó. Ok ha. Đó. Nó thoát ra một cái mà nó bung chè thì không sao, còn mà nó chưa thoát mà nó bung ra hai ba cái, một một đọt mà phù một cục liền. Nè, cái đọt thứ mà nó cao hơn cái đọt chủ. Bấm bấm ra ha. Bấm ra là đều liền. Giờ là vừa bấm chặn ha. Vừa bấm chặn. Tại phun bông đọt là giờ đọt nó ghê lắm cả nhà, nó đi ghê lắm. Vừa bấm chặn vừa chỉnh cho nó tròn luôn, để sau khi mình cái chèo nó ra đó, là nó đều luôn, đều cái cây mình đỡ bấm hoài. Cứ ra là cứ bấm ha, bấm là nó bung ra. Cô bác anh chị nuôi chịu khó làm vậy ha, thì cái đẹp còn mấy phải thả, thả phải cắt rút lại, thả cắt rút lại, thả cắt rút lại. Thì đối với những cây mai tàn ha, còn đây là những cái cây mai tàn để làm bông ăn Tết thì phải là làm cho nó đẹp. Còn mà cây những cây mai tàn nào mà cây mà nuôi để cho nó cái xác nó lớn á, thì cô bác anh chị cứ nuôi thả cho mình đi. Không một nhánh, một cái đọt lấy một nhánh thôi nha, lấy hai nhánh nó phù chỗ này là hư cái cây. Còn nào vậy ha, chỗ này cái tược ra được nè. Mình chỉnh cho nó thông cây từ nhỏ. Đẹp ha. Nhưng mà chỗ này hơi trống, của ba anh chị vô kẽm kéo xuống ha, kéo xuống là nó đều lại. Chứ để nó hở quá dở. Bấm chặn này đừng cho nó vượt cái tược quá ha. Bấm chặn là nó bung hai bên để nó vượt tược là nó đi xa lắm. Nè, chỗ này nó tức nè. Mình bấm luôn đi, chưa có lá nhưng mà nó vẫn được ha. Bấm cái nó tức nó đi được hai bên, tại vì không có thời gian đâu mà lên cái ruộng hoài. Bữa nay là ngày nghỉ mà tất cả anh em là phải xuống ruộng làm. Cho nó bấm cho nó tròn luôn ha, thì cây của mình nó sẽ một cái đường thông đó, nó ra tứ sợi luôn nè. Bấm lúc lá non nó ra lẹ lắm nha cả nhà, bấm lá già nó đứng im á. Còn lá già anh em hớt là anh em phải phun bung đọt ha, đọt nó mới bắn ra. Đó là cái bài đơn giản nhất ha. Canh dưỡng thì tưới dưới gốc 7.000 lần, còn ở trên này phun bông đọt lúc lá già ha. Trời ơi, đã không, mê không? Mình hớt vậy là nó ra tròn vo luôn à.
là kính cây liền luôn á. Thì cây mới rong cành ha, mới rong cành nó thẳng băng nó không có tàn hết, nhưng mà mình phun bông đọt à, đọt bắn ra bấm chặn cái nó bung chìa từ lưa hết. Là cây của mình nó chặt tàn liền, thấy không? Ngon lành. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà vậy ha. Bà chị giờ này còn phải phụ làm là nó. Thôi xin chào.